Sáng 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Rồng Ba xảy ra vào trưa 31 tháng 7. Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, tại tiệm vàng Hoàng Đức, chợ Rồng Ba, phường Đông Ba, thành phố Huế, trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa thì có một nam thanh niên sử dụng súng AK bắn một phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng khiến tủ kính đựng vàng vỡ nát. Đối tượng sau đó lấy các khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội. Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường, giao trách nhiệm cho Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị thương, tiếp cận, bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ. Tổ chức phong tỏa ngăn không cho người dân hiếu kỳ tụ tập, điều tiết phân luồng giao thông, giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú. Sau thời gian được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra trực tiếp vận động thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác giao nộp súng. Bước đầu xác định đối tượng là cán bộ trại giam Bình Điền thuộc Bộ Công an, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.